Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Sáng nay là thức dậy là trời đẹp quá các bạn. Mình với lại má của anh Linh là má chồng của mình á, đi dạo, sáng nào bà cũng đi để tập thể dục á. Rồi mình cứ sáng nào cũng đi đu theo, đi với bà. Đi nhanh lắm mấy bạn. 70 mấy, gần 80 tuổi mà đi rất nhanh, mình đi theo mà mình còn thấy mệt đó. Thời tiết bên đây tốt quá mấy bạn coi nè, nắng tươi vậy đó. Bà biểu mình phải đội nón vô. Đây, má. Sáng nào cũng đi hết. Hồi xưa má còn khỏe là má đi cả tiếng. Bây giờ bớt lại chút, giờ đi nửa tiếng thôi. Các bạn đi theo mình nha, đi dạo cái khu này để cho biết một chút đường phố bên cái khu này là khu Yarrawoona thuộc Sydney mấy bạn ơi. Nó làm chỗ này con thấy lạ nè, tại sao đây không làm thêm cái đường đi bộ tiếp mà mình phải bước qua cỏ mấy bạn đó. Cái chỗ này thấy lạ ghê, đúng ra cái đường đi bộ nó phải liền nhau. Cái khúc này là nhà nước trồng phải không má? Má à, cái khúc ở ngoài nhà nước trồng là khúc dưới, ví dụ như bên tay phải này là thuộc của cái nhà này, còn bên tay trái đây là của nhà nước trồng ha. Mà cái cỏ giống nhau đó chứ, mấy bạn thấy trời đẹp quá ha, thích ghê. Đây mấy bạn coi một chút cái nhà cửa của kiểu bên Úc người ta xây cái kiểu đó. Đây là cái khu Yarrawoona mấy bạn. Đó, bên đây có cây lựu nè mấy bạn nè. Trời ấm là trồng được lựu đó. Bên Hà Lan là không có trồng được. Dạ, có trái đó. Bên là Hà Lan là không có trồng được mấy cây này đâu. Lạnh hơn. Bên Úc chứ ấm hơn nhiều. Đâu mía, ôi cha mía nè mấy bạn nè. Quay lén vô nhà người ta hơi bị kỳ nhưng mà cũng quay cho các bạn coi nha. Một cây mận, cây mía. Má mình đi là lúc nào cũng chờ mình hết á. Bà đi nhanh lắm, đi thẳng lưng nha mấy bạn, thẳng lưng và đi rất nhanh. Người lớn tuổi mà được như má sướng á má. Má đi thẳng lưng, không có bị còng lưng. À, di truyền ha. Thôi, chứ bà ngoại cũng vậy phải không má? Thank you. Người ta nhường cho mình băng qua đường mấy bạn. Khúc này là khúc khúc này xe ưu tiên hơn mà người ta nhường cho mình qua. Khi nào người ta nhường cho mình qua đó là cái người tài xế ở trong xe người ta ra hiệu cho mình mấy bạn là mình được đi qua. Từ cái khu đó, cái khúc đó nó không có cái lằn qua đường cho người đi bộ á, ưu tiên cho mình á. Mấy bạn coi một chút nhà cửa bên đây nha. Tự vì mỗi nước á, là cái kiến trúc người ta mỗi khác. Cái nhà này dễ thương nè, gọn gàng. Nhà gọn gàng, coi má coi cái cây hoa hồng này nè, coi cái gốc nè. Cái cây cái gốc này là dễ sợ. Cái gốc to, con chưa thấy cây hoa hồng nào gốc to như vậy. Này chắc mấy chục năm rồi đó. Đẹp quá mấy bạn ngắm một chút nha. Hoa hồng, mình thích hoa hồng lắm, rất thích hoa hồng. Mà hoa hồng nó hơi kén.
kén. Mỗi nước là cái kiến trúc nó khác nhau. Mỗi lần mình đi vậy thì mình có thể ngắm được kiến trúc của những cái ngôi nhà này nè, để mình có thể biết được là hoa đó giống hoa sim quá ha má hả. Mình quay cái hoa này, mấy bạn biết hoa này tên gì không mấy bạn? Cây này nó thiệt là đẹp. Hôm qua mình đi ngang đây mình cũng ngắm mấy cây này. Cây hoa tím này nè, đẹp quá. Cây hoa này tên gì mấy bạn ơi? Có ai biết không cho mình biết chứ, đẹp quá. Hồi ba mình còn sống rất thích cái cây này mấy bạn. Cây này là cây hoa nguyệt quế. Giờ hết bông rồi. Đây nè, cái bông trắng trắng đó đó, thơm lắm. Cây cây mận nè mấy bạn thấy không? Nhà này cũng có cây mận nè, cây thanh long nè. Mình đoán nhà này nhà Việt Nam đó. Cũng có mận chiết ra nè mấy bạn. Mới xây à? Đẹp á. Thành ra cái kiểu kiến trúc khác ha má ha. Hai căn này mới xây. Ừ. À dạ. À mua một cái mảnh đất vậy cái đập ra hả? Giống cái nhà vậy nè. Dạ. Cái theo má mình nói là hồi xưa căn đó là nhà cũ đó, rồi chủ đầu tư người ta mới mua, xong người ta đập cái nhà cũ đi, người ta xây lại thành hai căn mới mấy bạn. Dạ. Mấy bạn coi một chút ha, nhà cửa, đường phố bên đây. Ở đây có cây bông hồng dễ thương quá nè. À, con không biết tên. Mà ở già bên con là cây đó chỉ trồng được trong nhà thôi. Dạ, tại vì nó chịu nóng á. Cây nó mất tiền, mấy cây đó mất tiền chắc. Nhưng mà nó sống rất là lâu. Mua một cây mà trồng hoài chính luôn á. Nó bị mất á. Dạ. Sống lâu. Dạ. À dạ dạ. Thank you.
khu này chắc cũng mới nè, mấy cái căn này con thấy mới xây, đúng rồi. Mua xây lại. Mấy bạn có thể phân biệt ha, khu cái khúc nào là nhà cũ xong người ta đầu tư, người ta sẽ xây lại nhà mới á, thì sẽ thấy cái kính, cái kiểu kính nó khác, kiểu kiến trúc cũng khác. Đây, căn này đang bán đây mấy bạn nè. Bạn nào muốn mua nhà? Căn này đang đăng bán đây. Nhà này có thêm chiếc thuyền. Cano chắc kêu là cano. Dạ, thường á, mình thấy mấy căn mới xây á, mấy bạn, là cái bao công á, cái ban công á, người ta sẽ làm kính và nhà thì mái bằng. Những cái xây kiểu cũ thì nhà mái ngói. Mấy bạn coi nè, đó giống như mấy căn này mới xây là nhà mái bằng và cái ban công á, thì người ta sẽ làm bằng kính. Cái đó là đặc trưng của cái khu này, mình thấy như vậy đó. Đây là chắc mới đổ rác xong nè, mấy cái thùng rác còn mới đổ xong còn để lung tung. Đó, mấy căn kiểu cũ thì vẫn còn mấy ngói như vậy. Chắc mình qua bên kia đi, có đường đi bộ má. Đây nè, bên đây nè. Đi qua phía bên đây nó có đường đi bộ. Nhà mình là housing, nhà chính phủ. À, chính phủ. Đây là khu mà của nhà chính phủ. Nhà chính phủ là sao má? Giống như chính phủ cấp cho mình ở. Không, những cái người mà income thấp á. Dạ. À, thất nghiệp chẳng hạn. Dạ. Rồi đó, mình trả tiền ít hơn hả? Đúng rồi. Trả khoảng bao nhiêu phần trăm của cái nhà đó? Ví dụ chính phủ phát cho mình nhiêu thì ăn bao nhiêu phần trăm đó để trừ ra. À, dạ. Benson đó, nói chung là những cái người Benson, cái nhà income thấp, mấy người mà thất nghiệp, cấp nhà cho mình. Dạ. Cái ô liu.
Dạ. Còn bên nó có trồng vậy? Con trồng trong chậu thôi. Nhưng mà bây giờ cũng bắt đầu quen quen cái thời tiết lạnh rồi đó, thì cây đó có thể cho xuống đất được rồi đó. Lúc trước con để trong chậu rồi con để dưới cái mái á, cho nó đỡ lạnh. Dạ. Mình quay thì cũng có quay nhà mới, quay nhà cũ để các bạn cứ theo dõi cho biết cái xứ sở người ta ở như thế nào. Đó. Mấy nhà cũ cũ nha. Đó, có cây đu đủ nữa má, chắc chắc người Việt ở quá. Đu đủ nè. Đằng kia có cây dâm bụt. Đây, đây có cây cây chanh hả? Cây chanh mà chắc chim tới nhiều quá sao mà lấy lưới bịt đi. Chanh quá trời chanh mấy bạn. Mà lấy lưới bịt hết trơn, có lựu nữa kìa. Lựu nữa nè. Lựu nè, chanh nè. Đây là mấy cái khu nhà cũ đó mấy bạn. Mình thì mình thấy cũ hay mới gì cũng được. Quan trọng là khi mình ở, mình có cái sự chăm sóc nhà cửa thì sẽ ổn thôi, sẽ đẹp thôi. Đây có cái bụi cây hoa vàng cũng đẹp quá. Sẵn đi tập thể dục với mấy bạn thì mình sẽ ghé vô mua ít ổ bánh mì về ăn sáng luôn mấy bạn ơi. Thì đang đi về cái hướng đó đó, cái hướng của cái shop người ta bán bánh mì. Khu này người ta đang xây dựng đây, chắc sắp sửa xây cái nhà mới. Vô hẹn nhà chính phủ luôn. Ở đây nhà những người già đó. Trồng cái đu đủ trái luôn ơi, này trái. Đi rồi sẵn mua ổ bánh mì luôn đó mấy bạn. Mua bánh mì đem về ăn. Má nói trong đây có cây đu đủ trái nhiều lắm, vô ngắm thử. Khu nhà chính phủ mà đẹp quá mấy bạn. Ở đây yên tĩnh á má. Đây mấy bạn coi cây đu đủ nè. Má muốn mình, dẫn mình vô đây coi cây đu đủ này. Mấy bạn coi cây đu đủ mà cái gốc nó to như vậy nè. Trái quá chừng nè.
quá trời trái mấy bạn. Mấy bạn coi camellia mà nó đẹp vậy đây. Đẹp quá, cái cây này đẹp quá. Cao ơi là cao luôn, cao tới mái nhà luôn. Bên mình cây hoa trà ít có khi nào thấy to như vậy lắm mấy bạn. Ổi mấy bạn ơi. Ổi nè. Cái khu này á là khu người già ở mà đẹp quá mấy bạn. Vậy là các bạn đã có một buổi sáng đi tập thể dục chung với hai má con mình rồi đó. Vừa đi tập thể dục vừa ngắm cảnh nữa nè. Các bạn có thấy thích không? Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha. Rất cảm ơn các bạn đã coi hết video của mình. Và chúc các bạn một ngày thật an vui nha. Bye.